mục thực hiện thử thách ăn theo icon bộ móng tay với những set lẩu siêu rẻ có thể là chấn động Sài Gòn. Bữa giờ có rất là nhiều bạn coi clip của Mẫn xong rồi quan tâm cái bộ móng tay lẩu cá này của Mẫn quá trời luôn. Mấy bạn hay comment là Mẫn ơi hãy quay rõ cái bộ móng tay cho mình xem đi, với lại là ăn theo icon bộ móng tay luôn đi. Trời ơi, tưởng cái gì khó chứ còn cái này hả, dễ ẹt. Ok, chiều với bà luôn. Bạn nào mà theo dõi Mẫn lâu rồi chắc cũng còn nhớ cách đây hơn một năm Mẫn làm nguyên một cái series những bộ móng tay độc lạ luôn. Trong đó cũng có một tập lấy tiệm lẩu 67 làm chủ đề chính. Trời ơi, mà lúc đó cái tiệm lẩu 67 ít món quá, còn bây giờ hả quay trở lại lợi hại hơn xưa. Rồi có bộ móng rồi nè, xác nhận đúng địa điểm, đúng bảng hiệu ha. Giờ mình vô mình báo đời bà chủ quán. Đi đâu? Anh cái gì nữa đây? Rồi lấy cho tôi những cái món này. Nè bà phải lấy làm sao y chang mà đầy đủ vậy cho tôi nha. Hình minh họa phải giống sản phẩm thiệt nha. Đầu tiên là set lẩu cua 150, cả nhà thông cảm, trên cái móng có một con cua mà thực tế là cái set đó tới hai con cua nha. Kèm theo hai khứa cá và đầy đủ topping. Chị, con lẩu cua này nhiêu? 150. 150 hai con. Đúng. Từ cua sống vậy luôn. Đúng. Rồi lỡ bị ớt bỡ rồi sao? Đổi hết luôn, đổi trả tiền. Bao một đổi một đúng không? Ừ, thấy cũng dịu ha, 150 một set hai con cua kèm đủ topping. Rồi kế tiếp là tới cái set lẩu mực nè, cũng 150 luôn, cũng hai khứa cá, một con mực to và đầy đủ topping, dĩ nhiên là kèm nước lẩu rau bún luôn. Còn đây ha, cái nồi lẩu tôm càng một phần, 5 con tôm càng vậy đó, 100.000. Nhìn cái hồ tôm tươi sống, mấy con tôm nhảy bóp 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 vậy đó, đủ uy tín chưa? Tôm càng là tươi sống mỗi ngày đó, vớt đem ra trực tiếp cho khách luôn. Cuối cùng là cái set lẩu cá 75.000. Đó, chính cái set lẩu cá 75.000 đã làm nên cái tên tuổi của cái tiệm lẩu 67 này. Set lẩu cua 150, lẩu mực 150, lẩu tôm càng 100, lẩu cá 75, set nào cũng kèm đầy đủ nước lẩu, rau bún, nước chấm. Còn ai mà muốn có cái nồi lẩu cá y như cái móng tay của Mẫn á thì nhớ order thêm một phần topping nè, nước chấm hải sản nè. Trong lúc mà chờ đợi lẩu sôi á thì mình đá nhẹ xương xương phần vú heo mắm tỏi 70.000. Vú heo mà cắt cục cục y như là cục thịt bò lúc lắc vậy đó. Nhai nó dai dai sần sật, thêm cái vị mắm tỏi mặn ngọt hòa quyện ở bên ngoài nữa. Ăn hơi bị dính đó nha. Ai không thích vú heo thì thôi mình chuyển qua chân gà sốt thái đi, 50.000 dĩa. Ở đây á thì bán là chân gà rút xương, mà thiệt lòng là Mẫn thích ăn chân gà có xương hơn là chân gà rút xương. Mà thôi kệ, có gì ăn nấy, trộm dí là cái sốt thái vừa miệng. Độ chua cay vừa phải kết hợp cùng hai vị mặn ngọt rất là hài hòa. Rồi, thời điểm các nồi lẩu sôi cũng đã tới rồi đây. Dù là có nhiều set lẩu và nhiều loại topping khác nhau nhưng mà ở đây chỉ có một loại nước lẩu là nước lẩu chua cay thôi nghe. Mẫn nghĩ với cái thâm niên gần 4 năm bán lẩu và ngày nào khách cũng đông nghẹt á thì cái nước lẩu ở đây phải phù hợp với đại đa số mọi người. Chứ nếu không sao mà có được cái lượng khách nhiều mỗi ngày vậy được. Có ngày khách còn phải xếp hàng dài để chờ bàn nữa. Nhắc tới tiệm lẩu 67 ở 67 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình là nhiều người biết lắm. Tới đây ăn lẩu cua, nếu mà cua bị ốp hay gì cứ mạnh dạn kêu nhân viên nha, là mình sẽ được đổi con khác. Tuy là cái bà Thảo chủ quán mà hay cọc cằn với Mẫn thiệt, mà bà niềm nở với khách lắm, bà bớt tiền cho khách hoài à. Cứ khách ra tính tiền là bà bớt 5.000, 10.000, khi bớt 20 nữa. Nhưng mà có điều bà khó ưa với tôi nên tôi cũng ghét bà lắm. Đó, thấy chưa? Cái này là cố tình hay sao đó, tự nhiên nói đút tôm cho mình, cái thả nguyên con tôm cho tôi đúng không? Thật sự là tôi không tin đây chỉ là vô ý. Ăn không con tôm này lên huyết áp luôn. Thật sự. A few moments later. Mà nha, Mẫn thực hiện xong thử thách rồi đó. Ai có thử thách gì khác thì comment cho Mẫn biết nha.